hồi nãy Linh có nói chuyện với những nhân viên ở đây và họ rất là chuyên nghiệp, họ biết rất là nhiều về đồng hồ chứ không phải là chỉ cái đứng sale biết giá thôi. Cái mình làm cho rất là ấn tượng ở đây là cái phần bảo hành, ở như đây ghi là số 1 bảo hành, đó là cái gì, đó là cái họ bảo hành theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ 5 năm với lỗi người tiêu dùng. Thì nếu mình mua một cái đồng hồ ở đây thì mình sẽ rất là an tâm, tại vì là cứ nhắc có chuyện gì thì mình có thể đem ra đây và họ có một nguyên một ekip rất là chuyên nghiệp để mà giúp mình. Cái đó mình thấy là không phải là nơi nào cũng có.